Thưa quý vị, chiều hôm nay 24 tháng 11, xe 16 chỗ biển kiểm soát 51B-03875 đang lưu thông trên trục đường Tập đoàn 7 thuộc địa bàn giáp ranh giữa thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo hướng ra quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 72AE-06531 đi hướng Mỹ Xuân, Hắc Dịch. Trên xe có hai em học sinh. Vụ tai nạn làm một em học sinh bị chấn thương, phải đưa đi cấp cứu, em còn lại bị thương nhẹ. Theo trích xuất từ camera từ nhà dân trên tuyến đường Tập đoàn 7, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy, sau khi va chạm với xe gắn máy làm một em học sinh bị thương, xe 16 chỗ biển kiểm soát 51B-03875 tiếp tục va chạm vào sau đuôi xe tải 72D-00838 đi cùng chiều, khiến xe tải đâm đổ trụ điện bên đường, gây mất điện cục bộ, toàn xe tải hư hại nặng. Điều đáng nói là dù liên tiếp gây ra tai nạn giao thông, nhưng tài xế điều khiển xe 16 chỗ vẫn không cho dừng xe lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Phú Mỹ đã đến hiện trường, trích xuất dữ liệu camera của nhà dân lân cận để điều tra, làm rõ vụ việc.